Sao em không vô đi? Làm gì đứng đó vậy? Có ai ăn thịt ăn cá gì đâu mà sợ. Vô thì vô, ai mà sợ. Đúng là đàn ông con trai gì, phòng ốc bừa bãi hết chỗ nói. Ủa, chị lên sao không báo cho ông Tân nó ra đón? Lên dạy cho nó bất ngờ. Ủa, nó đâu rồi cô? Nó ở trong phòng. Vậy hả? Ý, mà hình như nó có khách. Khách? Ừ. Khách gì mà sao không tiếp ngoài này mà lại chui rút vô phòng? Ê, chị. Anh nhớ em quá. Làm sao bây giờ? Xạo quá đi. Người ta đang đứng ở đây mà nói nhớ. Hay là đang nhớ cô nào? Thấy chưa? Tôi nói nó có khách mà chị không tin. Ra đây. Thôi, hai mẹ con nói chuyện đi. Con chào mẹ. Bác Đây là Huệ, bạn của con. Đến đây lấy chút đồ thôi. Em, tới giờ em phải đi rồi đó, có chuyện trễ. Đi. Con có chút việc, con đi trước. Mẹ à, lên sau con báo cho con biết để con đi đón. Nói cho con biết để con không dẫn bạn gái về nhà hả? Mẹ biểu con tới nhà người quen ở, con nhất quyết không chịu, nói là làm phiền người ta. Thì ra mướn nhà riêng ở để đưa bạn gái về cho dễ chứ gì. Dạ đâu có đâu, con vừa mới quen cô ấy thôi mà. Con bé đó tên gì, nhà ở đâu? Dạ tên là Huệ, nhà ở thành phố, học trường khoa học xã hội nhân văn năm cuối. Mẹ, mẹ lên đây chưa ăn uống gì phải không? Để con xuống bếp chuẩn bị cơm cho mẹ nha. Thôi, để mẹ xuống nấu cơm á, rồi hai mẹ con mình ăn luôn. Nè, nghe mẹ nói nè, con lớn rồi, phải cố gắng á, lo học hành cho xong nghe chưa? Dạ. Tìm bạn gái thì mẹ không có cấm, nhưng mà đừng để ảnh hưởng đến chuyện học hành nha. Dạ. Mẹ yên tâm, con học trong trường là được học bổng mà. Thằng quỷ, con liệu hồn nó nghe chưa? Nè, mà mẹ cũng không thích lắm khi mà con dẫn bạn gái về nhà như vậy nữa đâu nha. Dạ, con biết rồi. Thôi, con xuống phụ mẹ nấu cơm nha. Đi. Làm lẹ đi, chịu giao nữa. Mọi người chú ý nè. Mọi người chú ý. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Huệ, nhân viên mới của tòa soạn chúng ta. Có gì xin mọi người giúp cô ấy làm quen với công việc nha. Dạ, em xin chào các anh chị. Chị Hà giúp Huệ làm quen với công việc giùm tôi. Dạ. Em làm việc cho quen đi, rồi từ từ anh sắp xếp công việc cho. Dạ. Làm xong chưa? Có gì chị giúp em nha. Dạ. Chị Mai, cho em gửi báo cáo đi chị Mai. Đó là cái vi tính đi, cái vi tính của mình hôm nay nó bị gì á. Đây là hồ sơ của phòng lưu trữ. Em photo để đó, để ai cần thì họ lấy. Vậy chị về trước nha. Dạ đường. Cô nhân viên mới của chúng ta chắc tới tối mới về chị ha. Thì phải cực khổ cho quen đi chứ. Mai này đi viết bài còn gặp nhiều chuyện hơn nữa kìa. Dạ, về đi. Dạ đây là hồ sơ sắp xếp của phòng lưu trữ, còn mấy văn bản cần photo để em làm xong rồi về. Em về sao nha.
Tặng em nè. Chúc mừng ngày đi làm đầu tiên. Cảm ơn anh. Sao, hôm nay em đi làm có tốt không? Mọi việc còn đã bắt đầu. Tuy nhiên mọi việc cũng ổn. Em là siêu nhân mà. Đúng rồi, em là siêu nhân mà. Em là giỏi rồi. Sao, siêu nhân quanh đói bụng chưa? Nè, hôm nay em đã ăn bánh xèo nha. Bánh xèo hả? Tiến lên vì bánh xèo. Chà, nhìn hấp dẫn quá. Anh ăn đi. Mày xèo thêm nha. À, làm ơn bưng lên giùm. Wow. Sao về trễ quá vậy? Anh, giới thiệu với anh, đây là anh Khoa, anh của em. Còn đây là Tân, bạn của em. Xin chào. Chào anh. Ủa, đây là anh trai của em hả? Ừ. Xin phép anh em về. Ừ, bye. Sao chiều nay hẹn em mà anh tới trễ hoài vậy? Thì anh đã nói với em rồi, người bạn của anh bị trật chân, cho nên không đến đúng giờ được. Giả lại điện thoại của anh hết pin nên không có báo với em được. Chiều nay á, Thảo cô bạn học lớp dưới của anh vô tình đụng phải anh rồi bị trật chân, mà hình như bị nứt xương gì nữa, cho nên là anh phải chở cô ấy về nhà. Anh không muốn kể vì sợ là em hiểu lầm anh với Thảo. Đưa về nhà thôi, còn làm gì nữa không? Anh còn nấu cơm cho Thảo. Còn nữa, ngày mai anh sẽ chở Thảo đi học. Trong sáng không? Ừ, trong sáng. Em không tin hả? Em ngồi đây đợi anh chút xíu nha. Nè. Ừ? Anh chỉ được chăm sóc Thảo lần này thôi á, em không thích như vậy đâu. Anh biết rồi mà. Anh làm gì vậy? Anh mua hết rồi, em muốn ăn bao nhiêu cũng được. Sao anh biết em thích ăn kẹo bông gòn? Tìm hiểu dễ ợt. Thì ra là có ý đồ theo đuổi người ta. Anh thừa nhận là anh có đeo đuổi em, được chưa? Nhưng anh cũng phải nói thêm là anh có bản lãnh, chỉ cần ra tay một lần là cưa đổ được em liền. Anh đừng có mơ. Người ta nhìn kìa. Dạ dạ không sao đâu.
Người ta nói danh là không sao đâu kìa. Nè, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Cho anh miếng. À, tại em thương anh thật thà hiền lành nên mới chịu quen thôi. Dù gì anh cũng là người đeo đuổi em. Không, anh là người có bản lĩnh. Anh là người đeo đuổi em. Anh là người có bản lĩnh. Cái gì nữa đây? Hả? Sao em lại cười? Em nhớ lại hôm đầu mẹ anh bắt gặp anh á. Hôm đó mẹ anh lên bất ngờ quá, làm anh ngượng muốn chết luôn, không biết phải làm gì nữa. Vậy lúc em về mẹ anh có hỏi gì không? Dĩ nhiên rồi, mẹ anh hỏi về em đủ chuyện rồi còn la anh nữa chứ. Cho anh hết lần sau dám hôn lén bạn gái trong nhà. Mai mốt hôn chính thức luôn. Nè. Rồi, để xuống ở đó đây đó ha. Quá trời bụi quá. Ờ chị Mai ơi. Anh lau bên đó cho chị Mai. Đây chị lấy. Cái này để bên đây ha. Ơi, cuối cùng thì việc thành lập công ty của tao với mày cũng gần xong. Cũng may là nhờ có mày hợp tác, chứ một mình tao á hả, không biết đến khi nào tao mới thực hiện được ước mơ này nữa. Cảm ơn mày nhiều nha. Có gì đâu, cùng nhau làm việc thôi mà. Ủa, trưa rồi sao giờ đèn tân chưa tới vậy? Alo Tân hả? Tân ở đâu vậy? Sao nó lớn lên coi. Ờ, tới giờ cơm trưa rồi đó, mang cơm cho tụi tao đi. Sao? Tới công ty rồi hả? Rồi đem lên liền đi. Rồi rồi rồi. Sao rồi mày? Giờ thỏa mãn chưa? Hả? Tao công nhận mày hay thiệt. Tao với mày mới về nước, không để tao đi chơi vài nơi, chưa gì bắt tao làm việc liền à. Kiếm tiền là trên hết ha. Mày nghỉ ngơi hả? Đừng có mơ. Tao chưa bắt mày đi cài để kiếm tiền là may lắm rồi đó. Tranh thủ mấy ngày còn nghỉ á thì lo đi chơi đi. Hai tuần nữa công ty bắt đầu hoạt động á, đừng đi đâu nghe chưa. Về. Vô đây đi em, văn phòng đang dọn dẹp nên hơi bề bộn một chút, em cứ tự nhiên nha. Chào anh. Đây, giới thiệu với Thảo, đây là anh Lý, còn đây là anh Khoa, cả hai đều là giám đốc của công ty Vĩnh Cửu. Còn đây là Thảo, bạn học cùng trường mỹ thuật với em, sau em một khóa. Chào em. Thôi, mọi người ghi tay ăn cơm. Thôi đi ăn cơm anh em ơi, đói bụng quá. Nè, có người gửi cho mày đây nè. Đâu? Bộ mới của mày hả? Còn quê của mày đâu rồi? Bộ hai đứa bay xảy ra chuyện gì hả? Làm gì có, tụi em lúc nào cũng hạnh phúc với nhau hết á, anh đừng có nói bậy. Em đi với Thảo là tại vì hôm bữa lỡ đụng Thảo bị té trật chân, cho nên là phải chở cổ đi học mấy bữa đây nè. Bậy bạ không à. Trời đất, vậy mà tao cứ tưởng. Mà nè, Huệ có biết không, mày không sợ Huệ buồn hả? Con gái hay ghen lắm đó. Không sao đâu, em có nói với Huệ rồi, cô ấy cũng không có phản đối gì hết.
đàn bà con gái mà im lặng không phản đối, theo tao là rất nguy hiểm. Chị, thôi đi ông ơi, giỏi cái tội nó bậy không à. Em ăn cơm gì? Cơm sườn nghe. Dạ thôi, em ăn rồi. Các anh cứ tự nhiên đi. Em học khoa gì bên trường mỹ thuật? Dạ, em học đồ họa. Công ty tụi anh đang kinh doanh về mặt hàng điêu khắc, các mặt hàng tranh và thủ công mỹ nghệ, cũng đang cần người. Hay là em tới đây giúp anh làm việc luôn đi, Tân cũng đang làm ở đây mà. Đúng rồi đó, tụi anh cũng đang rất cần những người có chuyên môn về làm. Em về đây giúp tụi anh luôn đi. Thảo, hay là em về công ty của tụi anh làm luôn cho vui ha. Công ty tuy nhỏ nhưng mà nhiều ưu đãi lắm đó nha. Nếu vậy thì mong các anh giúp đỡ. Đẹp. Ủa? Em mới tới hả? Anh nhớ em quá. Em đi lấy rượu nha. Em đi lấy giùm anh. Anh làm gì vậy? Người ta thấy kỳ lắm á. Sao em lại không nói cho anh biết là em có một người anh trai hả? Em định có dịp nào đó giới thiệu. Ai ngờ anh và anh Khoa biết nhau rồi. Anh Lý là bạn thân của anh, nên kêu anh về làm chung với ảnh luôn. Ai ngờ đâu lại có sự trùng hợp đến vậy. Cũng may đó nha. Cũng may là chưa làm gì mất lòng anh của em phải không? Hiểu ý quá ta. Chết, mẹ dặn em về lấy đồ ăn mà em quên. Thôi đem đưa em về. Thôi lên chơi với mọi người đi, em quay lại liền ha. Sao lâu quá. Em đi lấy rượu mà. Thằng Tân đâu? Hồi nãy em đi với ảnh mà. Anh Tân đang đứng nói chuyện với Huệ ở dưới á. Trời ơi, dữ không? Tưởng mà đi luôn rồi chứ. Rồi Huệ đâu? Huệ đi về nhà lấy đồ ăn của mẹ nấu lên cho anh em mình nhậu. Xin lỗi, tôi có việc gấp, tôi phải về. Các anh ở chơi vui vẻ. Hình như cô ấy có chuyện gì không vui. Để tôi chạy xem sao. Thảo. Anh buông tôi ra, anh làm cái gì vậy? Em bị sao vậy? Anh biết không, tôi không ngần ngại là bất cứ điều gì để được anh ấy quan tâm. Nhưng mà kết cục thì sao chứ? Tôi thừa biết người anh ấy yêu không phải là tôi, nhưng mà tôi vẫn cố tình không biết. Tôi bị như vậy là đáng đời mà. Yêu đơn phương chứ gì. Tội dạ gì mà tôi phải yêu đơn phương chứ. Dễ dàng để cho nó sàm sỡ như vậy chứ. Mày dám nhìn tao như vậy hả? Tại sao mày không nói? Nhưng mà mày có biết tại sao mà bọn đàn ông hay thích hôn lén người ta như vậy không?
Alo. Mẹ hả? Mẹ đang làm gì đó? Sao hôm nay mẹ gọi con trễ vậy? Bên đó trời có lạnh không mẹ? Dạ không có gì. Con sắp đi ngủ rồi. Ba mẹ đang ở cửa hàng hả? Dạ hôm nay con đi ăn với mấy đứa bạn. Dạ cảm ơn anh đã hợp tác cùng công ty của chúng tôi. Không có gì. Nếu không hợp tác cùng công ty của các anh thì đó sẽ là thiệt thòi cho công ty của chúng tôi. Dạ cảm ơn anh. Khoa lên đây cho em. Dạ ảnh mới vừa đi xuống phân xưởng à. Ừ. Nè. Ừ? Thiệt là không ngờ nha, công trình khách sạn 5 sao mà mày cũng ký được hợp đồng nữa. Giỏi thiệt đó. Đúng là tao mời mày về làm việc là không sai chút nào. Anh cứ nói quá. Cũng nhờ may mắn với lại là chỗ quen biết với bạn bè cũ cho nên mới ký được cái hợp đồng này á. Alo, con nghe nè mẹ. Mẹ bị té hả? Rồi mẹ có sao không? Dạ. Nè, ba gái có sao không? Mẹ em bị té, cũng chưa biết là nặng nhẹ ra sao nữa. Anh Lý à, chắc em xin phép nghỉ ít ngày về quê lo cho mẹ quá. Được rồi, không sao đâu, cứ về lo cho bác gái đi. Dạ. Khoan đã, anh sẽ kêu kế toán ứng trước một ít tiền quê hồng từ hợp đồng vừa rồi cho mày ngang. Thôi khỏi, em cũng vừa mới lãnh lương mà. Còn tiền quê hồng anh cứ để đó đi, từ từ cũng được. Em đi nha. Nè, tao sẽ kiếm cách xin lời từ số tiền của mày được chưa? Dạ, cậu tìm ai? Chị vừa nói với Thảo có Khoa bên công ty Vĩnh Cửu đến tìm. Dạ, cậu đợi anh chút. Cô ơi, có người tên Khoa cần gặp cô. Cho anh ta vào đi. Dạ. Dạ mời cậu vô. Yeah. Anh đến đây có gì không? Tôi đến để xin lỗi cô về sự việc tối hôm qua. Tối hôm qua tôi có hơi men trong người cho nên... Bộ có hơi men là muốn làm gì thì làm hả? Anh về đi. Tôi sẽ suy nghĩ lại lời xin lỗi đó của anh. Tôi sẽ không về. Tôi muốn cô phải trả lời liền ngay bây giờ. Không ai có quyền bắt buộc tôi làm những điều mà tôi không thích. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi sẽ không về nếu như cô không tha lỗi cho tôi. Chị Tư ơi, tiện khách giùm tôi.
tưởng là lì lợm, ai về cũng chết nhát thấy mồ. Tôi là hàng xóm của cô mới dọn đến. Hôm nay tôi có món quà muốn tặng cho cô. Thật không ngờ cô hàng xóm của tôi là dễ thương đến như vậy. Cô yên tâm, có tôi làm hàng xóm rồi thì không có một anh chàng nào dám tới đây làm phiền và quấy rối cô đâu. Tôi sẽ bảo vệ cô. Nè, anh còn định theo tôi đến bao giờ nữa hả? Anh có biết là tôi ăn cái này sẽ bị mập lên không? Nè mẹ, mẹ ăn miếng cháo đi. Được rồi, để mẹ tự ăn. Mẹ. Ừ? Mẹ thấy trong người mình sao rồi? Con yên tâm, mẹ thấy đỡ nhiều rồi. Mẹ à. Ừ? Hay là con thấy vậy nè. Sao con? Mẹ dọn lên thành phố ở với con nghe. Nghe mẹ. Mẹ cũng muốn như vậy lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mẹ thấy khó quá. Con thấy có gì đâu mà mẹ phải suy nghĩ. Công việc hiện giờ của con cũng đang ổn định lắm rồi. Mẹ cứ dọn lên thành phố ở với con đi. Như vậy con mới yên tâm mà làm việc được. Sống ở đâu á, quen ở đó rồi. Bà Tám kế bên nhà mình nè, theo con lên thành phố chưa được có một tuần lễ, buồn quá, chạy về đây ở tiếp nè. Mẹ cứ vậy hoài à, người ta khác mình khác. Mẹ thử nghĩ coi, con làm sao có thể yên tâm làm việc khi đầu óc lúc nào cũng lo nghĩ về mẹ hết. Mẹ mà cứ như vậy hoài con khổ tâm lắm. Mẹ cứ dọn lên thành phố ở với con đi nha. Mẹ hiểu, nhưng mà mẹ này cứ nhân nhị hoài à. Mẹ yên tâm đi, con đã thu xếp hết rồi. Nhà cửa giường tược ở đây á, con sẽ cho người chăm lo. Khi nào mẹ muốn về con sẽ đưa mẹ về. Thành phố với ở đây cách nhau có bao xa đâu. Phương tiện xe cộ bây giờ hiện đại lắm. Khi nào mẹ muốn về con sẽ đưa mẹ về nha. Thì nhà có hai mẹ con à, xa con mẹ cũng nhớ lắm. Ý mẹ sao hả? Sao? Ừ, đi thì đi. Trời ơi, chào mày. Vậy mới đúng là mẹ của con chứ. Mẹ ăn đi. Ăn để con thổi cho. Nè. Nè. Em có sao không? Chết rồi, phòng đỏ hết rồi. Sao em không đi ăn trưa với mọi người? Em ăn sáng hơi trễ. Còn anh? Anh cũng vậy. Em cầm cái này, một ngày bôi 3 lần, bảo đảm vết phỏng sẽ mau lành. Tại sao anh lại có thuốc phỏng ở đây vậy? Tôi chưa
chưa có bỏ qua cho anh chuyện đó đâu nha. Anh quên hết rồi. Tại em gái của anh đó, nó lúc nào cũng vụng về, lúc vào bếp thì đổ bể, thường xảy ra tai nạn. Anh đi theo nó chăm sóc lúc nào quen cũng không hay. Anh em nhà anh thân thiết quá ha. Đúng rồi, anh chỉ có một mình nó là em gái, nên anh rất là thương nó. Nhớ hồi nó mới ra đời, nó cười, anh tưởng tượng nó như là thiên thần vậy. Suốt ngày anh đi theo chăm sóc nó rồi quen lúc nào cũng không hay đó em. Trả bù với gia đình em, chỉ có mỗi mình em là con. Giờ ba mẹ em lại định cư bên Mỹ, nên em bây giờ không còn ai chăm sóc cả. Sao em nói là không còn ai? Bây giờ em có anh đây nè. Em đừng quên, em là hàng xóm của anh đó nha. Ai mà thèm. Anh có cái gì mà đòi bảo vệ tôi chứ? Có chứ. Thuốc trị phỏng nè, nó là đại diện cho tình yêu của anh dành cho em. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà đòi cua tôi đó hả? Như đây mà em còn chơi ít nữa hả? Hay là đợi chút xíu anh chạy xuống xe lấy cho em mấy chai dầu gió nữa ha, nha. Anh thật là kinh dị quá đi. Buông tay em ra. Anh buông em ra. Không, anh không buông. Anh sẽ giữ em suốt đời, cho đến khi em đồng ý làm bạn gái của anh mới thôi. Nếu vậy thì anh có nắm suốt đời thì cũng vậy thôi. Anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Không ai cấm anh hết. Lý, uống cà phê. Thôi khỏi. Nè, tao kêu thằng Tân á, khao mừng tân gia đi, nó cứ mà ậm ừ hoài kìa Khoa. Em nói không khao hồi nào? Anh Khoa thấy đó, em vừa mới dọn nhà xong, tự nhiên hôm nay bắt em khao xem chuẩn bị kịp. Nó dọn nhà mà không kêu ai phụ hết á, hai mẹ con cứ cùi cụi lậm mình à. Ê, mà tính gạt anh mày ra ngoài hả? Đúng rồi, bộ coi tụi này không phải là anh em hay sao cứ gạt ra ngoài vậy? Sao mà dám gạt hai anh ra ngoài được? Thôi cho em can đi, mấy anh cứ anh hiếp anh Tân hoài à. À, thôi hay là mình tìm chỗ ăn đi. À, hay là hôm nay hai anh và Thảo qua nhà em ăn cơm đi. Chắc là lâu quá mọi người cũng chưa ăn cơm nhà phải không? Mình qua nhà Tân cho biết nhà luôn. Anh với Thảo sẽ đi mua đồ. Thôi anh tự đi mình đi. Giúp người ta đi, đàn ông mà vụng về lắm. Bạn bè thôi mà. Bạn bè thôi nha. Ừ thì bạn bè. Đi bạn. Tính đem đi cà phê theo luôn hả? Chết chà, quên. Uống giùm ta đi ha. Hiểu rồi ha. Nói chơi với mày thôi, tạo điều kiện cho hai người đó vui vẻ mà. Sao? Dạ. Ở nhà mới thấy thế nào? Dạ tốt lắm. Em cảm ơn anh nhiều. Nhờ có anh mà mẹ con em mua được nhà ở đây và được ở chung với nhau nữa. Có gì đâu. Thật ra đó là tiền quê hồng mày tự kiếm được á. Tao mới thử đi chơi chứng khoán, ai về đã lời vậy đó. Chứ tao mà thua thiệt á hả, không có được gì đâu mà đừng cảm ơn. Anh nói cho em nhiều quá, em cảm ơn anh. Nhiều chuyện quá. Nè, lâu rồi tao không có gặp bác nữa, thèm món canh cua rau đai lắm đó. Bữa nào tao ghé ăn đó. Em biết rồi. Có gì mai gặp nha, để em hỏi ý kiến ba mẹ đã. Mẹ, mẹ đọc cuốn gì vậy? Mẹ đọc lại mới cuốn sách cũ
chứ biết làm gì bây giờ. Cha thì lúc nào cũng ru rú trong bệnh viện, con trai thì bận chuyện công ty, còn đứa con gái thì vừa tới nhà là ôm cái điện thoại rút lên phòng. Mẹ giận rồi phải không? Thôi mà, đừng có giận nữa. Con thương mẹ nhất trên đời. Đi chỗ khác đi. Tôi không cần ai làm bộ nịnh nọt như vậy. Thương yêu gì đâu mà bày đặt. Mẹ, con bận có một chút xíu việc mà mẹ cũng giận con nữa. Lỡ mai mốt con đi lấy chồng rồi, không lẽ mẹ cũng giận con sao? Khi nào tới đó thì hẳn hay. Bây giờ chưa có chồng mà không biết tới mẹ mình gì hết. Con biết rồi, con xin lỗi mẹ. Bây giờ con dọn cơm cho mẹ ăn nha. Mẹ, mặt mẹ. Mặt mẹ bị gì? Mặt mẹ sao hả? Đâu có gì đâu, mặt mẹ dễ thương quá à. Đánh tròn bây giờ. Bày đọc chọc ghẹo mẹ hả? Thôi, để đó mẹ làm cho. Làm gì lúng ta lúng túng vậy? Thôi, mẹ cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi. Con đưa mẹ lên đây là để lo lắng cho mẹ, chứ có phải để mẹ lo lắng cho con đâu. Mẹ, ngồi xuống đây đi. Trời ơi, mẹ lo cho con chứ mẹ có lo cho ai đâu mà con sợ. Chứ mà con mà bắt mẹ ngồi không kiểu này hoài hả, chán chết mà mẹ chịu không có nổi. Thì mẹ rảnh mẹ cứ việc xem phim đi, mẹ xem cải lương gì đó. Chứ mẹ lu bu công việc với bếp hoài hả, không khéo người ta hiểu lầm con, người ta còn la con nữa. Nói là con đưa mẹ lên đây để lo lắng cho mẹ, ai về đâu ngược lại. Thôi, tôi nói không lại cái miệng của cậu đâu. Nhưng mà mẹ nói trước nghe, cứ bắt mẹ ngồi một chỗ như vậy hoài mẹ buồn á, mẹ về dưới đó. Đúng là mẹ của con thiệt. Mẹ, mẹ đem giùm con này canh đi. Dữ không? Cha, để con nấu sau nha. Chà, ngon lắm hả mẹ? Hả? Mặn quá. Chết. Bọn con bỏ cái ký lô muối vô đây hả? Vậy là con quên bỏ đường rồi. Trời ơi, chết. Đây mẹ bỏ cho. Ê. Cái gì? Nè, đường nè. Trời ơi. Thôi. Nè, cái kiểu này á là kiếm dâu cho mẹ đi nghe, chứ kiểu này là không xong rồi đó. Thì cũng phải từ từ chứ. Từ từ cái gì mà từ từ? Già rồi. Nè. Dạ. Cái cô bé mà hôm bữa mà mẹ gặp đó, xinh, dễ thương đó, sao rồi? Hay quá, vừa mới gặp người ta, sao biết người ta dễ thương? Bài đặt mắc cỡ nữa. Nè, dạ? Nói cho con nghe nha, cái ngày á, mà ba mày bằng tuổi mày á, là ba mày đã đẻ ra mày rồi đó nghe chưa? Quá. Nè, mẹ thấy lúc này con lạ lắm đó. Đang yêu phải không? Dạ, thì cũng gần như vậy. Con gái lớn rồi, chuyện yêu đương thì mẹ không có cấm đoán. Nhưng mà con phải cẩn thận, kẻo mấy chuyện không hay xảy ra, làm ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp. Con biết rồi, con gái mẹ thông minh lắm chứ bộ. Ừ, ở đó mà thông minh. Khi yêu đương quá rồi mờ mắt luôn, không biết đâu đúng, đâu sai. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ đem một chàng rể bạch mã công tử về cho mẹ. Thôi, tôi không có thích mấy chàng rể đó đâu. Tối ngày cứ ăn không ngồi rồi đi ra đi vô ngắm cảnh xem qua. Con thấy ba con không?
Tới tuổi về hưu rồi mà vẫn còn đi làm việc. Chắc ba về, con ra mở cửa nha mẹ. Đó, có đồng minh về rồi nên nó mừng vậy đó. Ủa, sao hai cha con về cùng một lúc? Con ghé qua bệnh viện đón ba về luôn. Hai mẹ con đang ăn cơm hả? Sao mà ăn trễ vậy? Anh đã dặn rồi, mai mốt á, cứ tới giờ là ăn trước đi. Đừng có chờ cha con anh về ăn. Ba. Ba. Ừ? Mẹ nhõng nhẽo đợi ba về mới chịu ăn cơm đó. Con thiệt là. Khoa. Dạ. Qua đây ăn cơm với mẹ. Bởi vậy người ta nói đúng, con gái nuôi lớn lên cũng là con của người ta thôi hả. Sao? Nãy giờ hai mẹ con chắc tranh luận điều gì dữ lắm phải không? Đâu có gì đâu ba. Tại mẹ nhớ ba chứ bộ. Yêu đương quá rồi quên cha quên mẹ rồi. Ăn cơm đi con trai. Dạ. Ăn nhiều mới có sức làm việc. Dạ. Con gái ba yêu rồi phải không? Đâu có đâu ba. Mẹ cứ tưởng tượng không à. Chứ yêu đương gì đâu. Ở đó mà giấu giếm. Em gái con yêu rồi. Một chàng trai diện mạo cũng nghệ sĩ lắm. Thiệt không con? Vậy mà giấu mẹ ha. Nó ở đâu? Gia đình làm sao? Không có đâu mẹ. Anh này, tụi em chỉ là bạn bè thôi. Mẹ đừng có nghe lời ảnh. Bạn bè gì mà đưa về tận nhà? Khai thiệt đi. Anh coi đó, chuyện tày trời như vậy mà giấu nhẹm. Anh xử lý con gái anh đi. Em, chuyện gì cũng phải từ từ. Nè, con gái yêu, hôm nào đưa anh ấy về nhà chơi được không? Dạ, để xem sao đó ba. Thiệt là hết chỗ nói. Vẽ đường cho hư chạy. Mẹ, phải vẽ chứ. Nếu không, em con không biết đường chạy thì chết đi chơi. Đúng là cha nào con nấy. Cảm ơn mẹ. Tôi. Cảm ơn. Xin lỗi, anh kẹt công chuyện đột xuất nên đến trễ. Có gì gấp lắm hả? Có gì gấp mới gọi anh chứ. Hẹn hò cái kiểu gì làm người ta nóng ruột muốn chết. Điện thoại thì không bao giờ nghe hết. Thì em thừa biết khi anh đi xe thì không bao giờ nghe điện thoại đâu. Thì lâu lâu đột xuất cũng phải nghe chứ. Nhất là biết đang hẹn với em nữa. Người gì đâu mà nguyên tắc thấy sợ. Nói là có chuyện gấp kêu anh ra đi. Sao không nói gì hết, cứ lo cằn nhằn hoài. Bực mình. Làm như chuyện của người ta không bằng. Thôi, anh xin lỗi mà. Lần sau không tái phạm nữa đâu. Có chuyện gì xảy ra ở cơ quan hả? Không. Ba mẹ em biểu dắt anh về ra mắt kìa. Trời, tưởng có chuyện gì. Anh cũng định bàn với em chuyện đó. Tại vì mấy hôm nay anh bận quá nên anh cũng chưa kịp nói. Trời ơi, chuyện như vậy mà anh tỉnh queo à. Thì có gì đâu. Mình yêu nhau trong sáng mà. Thì trước sau gì ba mẹ em cũng biết thôi. Hay quá. Lỡ ba mẹ em không chấp nhận anh thì sao? Chuyện nhỏ. Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ em bằng mọi cách. Nhưng nếu ba mẹ em không cho em yêu anh thì sao? Em yên tâm đi. Anh tin chắc một điều là khi ba mẹ em gặp anh chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Sao anh tự tin dữ vậy? Bởi vì anh yêu em thật lòng mà.
Chà, con gái hôm nay giỏi quá ta. Xuống bếp được rồi sao? Mẹ cứ chọc con hoài, toàn đồ mua sẵn không à. Ba dặn bữa nay không cho mẹ đụng vô cái gì hết á. Tôi hiểu rồi, tôi đâu có xứng đáng để nấu ăn đón thượng khách đâu. Tại ba con sợ mẹ cực nên mới làm như vậy. Chứ mẹ nấu ăn là ngon nhất trên đời. Thôi đừng có nịnh nọt tôi kiểu đó xưa rồi. Mẹ. Ủa anh không ở nhà hả? Anh đã nói với ba với mẹ rồi, anh có công việc không bỏ được. Với lại anh ở nhà cũng không có hay lắm, sợ có người mắc cỡ. Có đúng không mẹ? Ừ, anh con nói đúng đó. Không có quan trọng gì thì không nên bỏ lỡ công việc. Nếu có việc gì quan trọng hơn em gái thì thôi, em không có cản. Trời ơi, nhiều đồ ăn ngon quá. Nè, con gái sắp sửa có chồng rồi, không được nhõng nhẽo nghe chưa? Ngon quá. Nè, ngồi rồi ăn con trai. Trễ giờ rồi mẹ, con phải đi. Ôi, chúc em gái may mắn. Tối về kể anh nghe. Không, nghỉ chơi anh luôn. Con xong chưa con? Con hẹn mấy giờ? Sắp tới giờ rồi mẹ, con lên tắm chút nha. Từ từ làm gì mà nôn dữ vậy? Ủa, em nói chuyện với ai mà lẩm bẩm mình vậy? Thì con gái yêu của anh chứ ai. À, mà anh có nhìn thấy thằng Khoa ra đó không? Vừa mới về lại gặp liền. Xem xíu nữa là nó lủi vô người anh á. Hèn gì mà anh vô em không nghe thấy tiếng chuông. Chà, con gái tôi hôm nay giỏi quá ta. Một tay nó làm hết phải không? Kìa, có chuyện gì mà buồn vậy? Em đâu có buồn, tại không được vui trong lòng. Không ai coi em ra gì hết. Tới việc nấu ăn mà còn không nhờ tới em. Đó là ý của anh. Anh không muốn em cực. Có gì đâu, con gái nó mới giới thiệu có bạn trai mà đã buồn vậy rồi. Anh quên chưa nói với em. Thật ra anh muốn có buổi hôm nay là cũng vì con gái. Anh không muốn nó cứ lén lén lút lút, nhiều khi không có hay. Em hiểu chưa? Chắc anh Tân tới để con ra mở cửa. Đã dặn từ từ, gấp gáp té chết rồi sao? Anh vô đi. Dạ con thưa hai bác mới tới. Ủa, là cậu à? Dạ. Hai người quen nhau hả? Không không, làm người. Chào cháu. Dạ chào bác. Hai đứa ngồi đi. Thưa ba mẹ, đây là anh Tân, bạn trai của con. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, tụi con quen nhau được nửa năm rồi. Ba mẹ con có khỏe không? Dạ, ba con mất năm con 3 tuổi. Mẹ con hiện nay vẫn khỏe. Con vừa mới đưa mẹ con lên thành phố để sống. Mẹ cậu có một mình cậu thôi hả? Dạ, nhiều lần con cũng ngỏ ý là đưa mẹ con lên thành phố, nhưng mà mẹ con không có đồng ý. Con năn nỉ dữ lắm mẹ con mới chịu. Thôi ba mẹ ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Ăn. Con mời hai bác. Tự nhiên đi con. Dạ. Vậy gấp thức ăn cho Tân đi. Anh thấy ba mẹ em sao? Lúc đầu cũng thấy ngán ngán, nhưng khi tiếp xúc rồi anh thấy đỡ lo. Lo chuyện gì? Thì lo sợ ba mẹ em không cho em quen với anh. Chưa chắc đâu nha. Làm sao anh hiểu được ba mẹ em chỉ sau một bữa cơm?
thì em là người hiểu ba mẹ em nhất. Có gì nói cho anh biết nha. Lợi dụng hay quá ta. Mà nè, nhớ chuẩn bị kế hoạch tối mai. Không. Tiền ở đâu mà con dẫn mẹ vô quán sang trọng như vậy? Thì lâu lâu cũng phải hưởng thụ một chút chứ. Menu nè anh. Chút xíu mới kêu em. Dạ. Hay quá. Con còn chưa trả lời cho mẹ. Tiền ở đâu mà con thuê nhà sang trọng để ở? Đó là tiền làm ăn chân chính của con. Nói gì thì nói, mình phải có chỗ ở ổn định mới làm việc tốt được. Mẹ yên tâm đi, con của mẹ biết tính mà. Ừ, mẹ tin con, mẹ lo nên mới hỏi vậy thôi. Mẹ đừng có lo quá. Nè, mẹ chọn món đi. Nhà hàng này có nhiều món ngon lắm, mẹ muốn ăn món gì con kêu cho. Dạ mày á. Con làm như là mẹ chưa đến những chỗ sang trọng như vậy bao giờ á. Lúc trước á, khi mới quen nhau á, bà cũng dẫn mẹ tới những chỗ như vậy nè. Ba mẹ lãng mạn quá nha, bây giờ mới kể cho con biết. Dĩ nhiên rồi, con làm như chỉ có một mình con biết yêu vậy đó. Ủa anh. Ủa. Con chào bác. Em cũng đi với ba mẹ tới đây nè. Dạ chào hai bác, đây là mẹ của con. Xin chào. Dạ, dạ. Tình cờ gặp nhau hay là ba mẹ ngồi chung bàn với mẹ anh Tân nha. Dạ mời, mời xin mời hai bác ngồi. Mẹ ngồi đi. Con ra đây một chút nha. Dạ. Nè, có chuyện lỗ chuyện bây giờ. Ba mẹ không biết đâu. Anh nhớ em quá. Em cũng nhớ anh quá. Thôi vô đi, coi chừng lỗ bây giờ. Nè, y như kế hoạch của mình nha. Xin mời nha. Dạ, cảm ơn. Cháu Huệ nhà anh chị á, dễ thương và lanh lợi. Cậu Tơ nhà chị cũng đẹp trai và thông minh lắm. Dũng cảm nữa chứ. Nhớ lại lần đó, tôi còn cảm thấy rùng mình. Cũng may là nhờ cháu Tân, con của chị, nó cũng lanh trí. Chứ nếu không là hai đứa bị xe tải cán rồi. Trời, anh chị nói sao? Thằng Tân con tôi xém bị xe tải cán hả? Ủa, vậy là người ra tay cứu con Huệ là cậu Tân nhà chị hả? Chứ còn ai nữa. Nhớ là phải bình tĩnh nha. Mẹ, con hay quá ha. Xém bị tai nạn mà còn giấu mẹ. Còn chuyện gì mà con chưa cho mẹ biết nữa? Dạ, dạ, tại vì con sợ mẹ lo nên con không dám nói cho mẹ biết. Đúng rồi bác. Tại anh Tân sợ bác lo lắng nên không dám nói. Phải đó mẹ. Nói vậy là hai cha con ông giấu tôi. Ông biết cậu Tân trước rồi đúng không? Thì lần đó chính con Huệ đưa thằng Tân vô bệnh viện chứ đâu. Dạ mà con tôi xém bị tai nạn như vậy, còn tập tánh nói dối nữa chứ, giấu giếm mẹ mọi chuyện. Trước đây con tôi có bao giờ như vậy đâu. Kìa chị, tại sao chị lại nổi nóng với cháu như vậy? Có gì bình tĩnh ngồi nói chuyện. Mẹ, có chuyện gì về nhà từ từ nói, ở đây đông người kỳ lắm. Từ ngày con trai của tôi quen với con gái của anh chị, nó mới tập tánh nói dối. Chị đừng có nói vậy. Con gái tôi là đứa có học thức, có giáo dục đàng hoàng. Nó quen thằng Tân được mấy tháng, nó mới nói dối như vậy. Hai đứa nhỏ có ý tốt thôi. Và
chỉ là hiểu lầm. Chị đừng trách tội nghiệp tụi nó. Bày đặt yêu đương rồi sanh tật. Chắc chị hiểu lầm rồi đó. Tôi chưa bao giờ cho con gái tôi yêu đương ai hết. Anh chị nghĩ vậy à? Nếu là bạn á thì đâu có chuyện tôi thấy hai đứa nó hôn nhau. Xin lỗi chị, con gái tôi không bao giờ làm như vậy. Nó rất ngoan. Chắc tại con trai chị dụ dỗ nó đó. Con trai tôi cũng là một đứa giỏi giang và có hiếu. Tôi cũng không muốn nó yêu đương sớm với con gái của anh chị như vậy đâu. Tân, đi về con. Xin lỗi anh chị, tôi về trước. Đi. Xin lỗi hai bác. Không hết hồn. Em thấy anh từ xa rồi. Anh làm gì mà lâu dữ vậy? Thì anh đưa mẹ về, xong rồi phải ngồi chịu trận. Một bài thuyết giảng dạy 60 trang. Chắc mẹ giận lắm đó. Mà anh cũng kỳ nữa. Sao không nói cho mẹ biết chuyện đó? Mà sao anh ra đây được vậy? Thì dùng khổ nhục kế. Anh phải đấm lưng cho mẹ, rồi nữa là đến công ty có chuyện. Vậy là anh nói dối mẹ thêm một lần nữa. Mẹ biết được là chết đó. Mà em cũng vậy nữa. Cái chuyện đụng xe sao không nói cho mẹ em biết? Mẹ em biết mà. Nhưng không biết là anh. Bây giờ làm sao đây? Thôi, để từ từ rồi tính. Mà sao em ra đây được vậy? Thì nhờ có đồng minh là ba em đó, nên em mới dễ dàng thoát ra đây được. Nhưng mà em tin chắc là mẹ biết em đi gặp anh, chứ không phải là lên tòa soạn đâu. Thì ra là cũng nói dối như ai. Nhưng mà không sao, nói dối dễ thương. Mày em không buồn đâu ha. Mà cũng tại anh hết đó. Đã biểu là tới sau em 30 phút rồi. Tự nhiên hôm nay lại đúng giờ quá. Thì anh nghĩ là sắp xếp cho hai gia đình gặp nhau. Gặp trước hay gặp sau thì cũng vậy thôi mà. Huệ à, anh biết là mẹ anh đã có những lời nói không hay đối với em. Mà ngay cả mẹ em cũng đâu có thích anh đâu. Anh chỉ mong em là... Anh Tân nè, em không biết là sau chuyện này thì sẽ có chuyện gì nữa. Em sợ chuyện của tụi mình không yên đâu. Em muốn hai đứa mình hãy cố gắng làm việc thật tốt để có công việc ổn định. Một khi chúng mình đã tự lập được, em tin rằng chuyện tình cảm của hai đứa mình chẳng ai ngăn cấm được, phải không anh? Huệ à, anh biết anh rất yêu em. Anh sẵn sàng hy sinh tất cả vì em. Vậy mẹ anh thì sao? Mẹ anh đâu có thích em đâu. Hơn nữa, anh đâu thể làm một người con bất hiếu vì em được, đúng không? Mà em cũng không muốn anh trở thành một đứa con bất hiếu vì không nghe lời mẹ của anh đâu. Em không muốn điều đó chút nào hết. Ngay cả em cũng vậy. Em không muốn ba mẹ em buồn lòng vì em. Vậy em muốn sao? Chúng mình nên chia tay để cho ba mẹ vui lòng, phải không? Em à, thời buổi bây giờ đâu còn như ngày xưa nữa đâu. Tụi mình vẫn tự quyết định được tương lai của mình mà. Em không muốn hai đứa mình chia tay. Nhưng mà thời buổi nào cũng vậy, ai cũng phải tôn trọng ba mẹ mình
Anh hiểu điều đó. Và anh đưa mẹ anh lên đây sống cũng là vì điều đó mà. Nhưng không lẽ tất cả những ai có ba mẹ khó khăn như vậy đều phải chia tay hết hay sao? Nhưng em muốn hai đứa mình hãy cố gắng không gặp nhau một thời gian. Biết đâu điều đó giúp tình yêu của chúng ta có thử thách. Cái vụ yêu nhau rồi không gặp nhau một thời gian là xưa rồi. Anh nghĩ không có chuyện gì đâu. Rồi ba mẹ em và mẹ anh sẽ hiểu mà. Em phải tin anh. Anh hứa với trái tim của mình, trong tim anh lúc nào cũng chỉ có một mình em. Xạo quá à. Thật mà. Chào anh. À, chào em. Mời em ngồi. Sao? Mấy hôm nay em làm việc đã quen việc chưa? Cảm ơn anh. Em thấy vui lắm. Nhưng không biết khi nào thì em mới được đi viết bài đây. Thật tình em biết học ở trường với thực tế công việc là hai điều hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà em cứ yên tâm, anh sẽ sớm sắp xếp cho em. Dạng sự khởi đầu nan mà. Nếu có gì khó khăn á, cứ hỏi anh. Dạ, nhờ anh giúp đỡ. Em cảm ơn anh trước nha. Quê à, dù sao em cũng là phụ nữ, em nên viết về mảng đề tài phụ nữ và cuộc sống dễ hơn. Phụ nữ rất hiểu về phụ nữ mà. Thật ra chứ, tính tình em như con trai vậy đó. Em cảm thấy em hiểu về đàn ông còn nhiều hơn là phụ nữ nữa. Hơn nữa, bản tính của em lại thích phiêu lưu và năng động. Nên em yên tâm. Nếu em thích làm mảng đề tài nào á thì cứ nói anh, anh sẽ giúp em. Thật không anh? Nhưng em mới vô làm mà đòi hỏi nhiều quá, em ngại. Anh là giám đốc mà. À, mà em thích mảng đề tài nào? Em thật sự thích mảng đề tài phóng sự xã hội. Em thích làm phóng sự xã hội à? Những công việc đó rất là cực đó nghe. Hơn nữa phải tiếp xúc với những thành phần không tốt. Một cô gái yếu đuối như em liệu có kham nổi hôm nay? Em làm được, bởi vì em yêu thích công việc đó. Từ hồi học trong trường, em đã thật sự hứng thú với công việc đó rồi. Anh giúp em nha. Rất tốt. Anh sẽ tạo điều kiện để em làm qua khâu phóng sự xã hội, bởi vì bên đó cũng đang thiếu người. Bắt đầu hôm nay, anh sẽ cho em chuyển sang khâu phóng sự xã hội. Em làm phiền anh quá. Thật tình em cũng hơi ngại. Không sao đâu, anh chỉ sợ em không kham nổi thôi. Nhưng mà ráng cố gắng nha. Anh sẽ tạo mọi điều kiện tốt cho em. Cảm ơn anh trước nha. Chiều nay em mời anh đi uống nước. Để cảm ơn anh mà. Em đang hối lộ anh đó hả? Em cứ nợ anh đi. Đến lúc gom nhiều chuyện rồi đó, rồi trả một lần luôn. Thôi em xin phép em lên. Alo. Anh Bình đây. Lúc nãy anh vừa nói hết.
Nếu em thực sự yêu thích công việc mà em đã chọn á, thì nơi này sẽ là rất tốt để em chứng tỏ năng lực của mình. Còn nếu không thì em hiểu ý anh chứ? Dạ em hiểu anh mà. Cả ngày nay không thèm gọi điện cho người ta gì hết. Thì ghét. Mình có nên gọi trước không ta? Hay là mình đếm từ 1 tới 10, nếu ảnh không gọi thì mình gọi. Cả ngày không thèm gọi cho người ta gì hết. Vì vậy cô nương, nhớ anh ấy quá rồi phải không? Ủa, Linh hả? Tao cứ tưởng anh Tân. Sao giờ này chưa qua? Bộ tính qua đúng giờ ăn luôn hả? Rồi rồi, tao qua liền. Muốn một cái quá mạng luôn. Đã nói là qua liền rồi mà gọi hoài. Ủa? Alo, còn nhớ tới em nữa hả? Nhớ quá trời luôn nè. Tại vì anh bận làm hàng gấp quá nên không gọi cho em được. Bận cái gì mà tới nỗi cả ngày không nói chuyện với người ta được một chút. Anh ăn gì chưa? Khỏi ăn luôn. Nói chuyện với em no rồi. Không tin đâu. Mày đặt nịnh người ta nữa. Thấy ghét. Con gái nó ghét là thương đó. Thôi em có hẹn với Linh qua nhà nó chơi. Khi nào về em gọi điện thoại cho anh nha. Tới trễ nó la đó. Ừ. Em đi đường cẩn thận nha. Bye bye. Nè, tính làm lập công hay sao mà làm hoài vậy? Anh Lý, đến lần nào xem không biết. Đến từ lúc á, mày đang tình tứ với cái điện thoại á, còn mày đặt hôn chốc chốc nữa. Mày nặng lắm rồi nghe chưa? Thôi đi, đừng có nói, mai mốt tới lượt anh bây giờ đó. Thôi, đi kiếm gì ăn đi. Nhanh. Để một chút. Dạ, ảnh về rồi hả chị? Dạ, cảm ơn chị. Tại tôi thấy giờ này ảnh chưa về nên tôi hỏi thăm. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Chào chị. Không ở nhà đợi ba về ăn cơm mà định đi đâu nữa? Con có hẹn với Linh qua nhà nó có chút việc. Thiệt không đó? Hay là đi với thằng Tân? Mẹ này, không tin con thì tin ai? Tin không nổi. Mấy anh chị giờ ghê lắm. Qua mặt ba mẹ dù dù. Chắc ba về đó. Con ra mở cửa rồi đi luôn nha mẹ. Ừ. Về sớm sớm nghe con. Dạ. Cái thằng này không bao giờ gọi điện thoại cho nó được hết. Dạ.
Bữa nay con gái của ba làm món gì mà hấp dẫn quá vậy con? Cháu gỏi gà. Ba đói bụng chưa? Hai cha con mình ăn nha. Nhìn thấy là ba muốn đói bụng rồi hả? Mà con đợi ba vô tắm cái đã nghe. Thôi ba vô tắm đi. Mà ba nhớ tắm nước nóng nha, không thôi cảm đó. Được rồi, ba đi tắm. Nếu con đói bụng thì cứ ăn trước đi. Có hai cha con à, con ăn trước làm gì? Mà chút con quệ nó cũng qua. Nếu lại được thì ăn chung cho vui. Ừ, vậy đi. Ăn đông người nó ngon miệng hơn. Dạ. Lúc này thằng Khoa bận lắm hay sao mà ít thấy nó về ăn cơm nhà với em? Nó bận hai lô hàng xuất khẩu nên công việc lu bu lắm. Riết rồi chỉ còn hai vợ chồng già ngồi ăn cơm, con cái chán thiệt. Con cái lớn hết rồi, tụi nó có công ăn việc làm đàng hoàng thì phải vui chứ em. Sao lại buồn? Em biết, nhưng mà cảm giác sao cứ thấy buồn buồn. Cứ nghĩ tới chuyện tụi nó lớn hết lập gia đình, chắc nhà này buồn lắm á. Lo gì mấy chuyện đó. Sau này tụi nó có gia đình, rồi sinh con, đẻ cái, mắc sức mà lo cho mấy đứa cháu. Thời gian đâu mà buồn. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Em ăn đi. À, còn chuyện con Huệ nữa. Con lớn rồi, nó biết sẽ làm điều gì đúng. Anh biết em thương con mà nên mới vậy. Em hiểu mà, đâu có cấm cản gì đâu, nhắc chừng chừng vậy thôi. Vậy là không giận người ta nữa nghe. Giận thì đâu có được cái gì đâu. Em... Anh ăn đi. Nè, ăn đi. Ba để đó, lát nữa con giá cho ba. Ôi, ba cái chuyện này ba tự làm được. Cái áo nó xúc chỉ lâu rồi mà không nhớ. Bữa nay chợt nhớ mới lấy ra mạng lại thôi con ơi. Ba có trách con là con không cho ba đi dạy võ nữa không? Con sao khờ quá. Chuyện ba bị cao huyết áp, con lo cho ba, con không cho ba đi dạy võ là đúng rồi. Chứ có gì đâu mà trách con. Với lại bây giờ ba dạy cho con nè, rồi dạy cho con Huệ bạn của con nữa, thì cũng đủ vui rồi chứ có gì đâu. Thì ra là ba ngồi chờ đệ tử của ba tới. Trời. Thưa bác, con mới tới. Hôm nay ở đây ăn cơm với hai cha con bác luôn nghe. Dạ, con phải. Nè, hai con biết không? Học đoàn thế và quyền pháp là một chuyện. Nhưng mà khi ứng dụng và biến hóa trong cận chiến lại là một chuyện khác.
Một chút nữa đó là bác sẽ dạy cho hai con một đoạn thế của karate đô nha. Cảm ơn sư phụ. Ba, ba bệnh như vậy mà còn nghe lời con này vận động nhiều nữa. Thôi, cái gì là hai con cũng đã biết hết rồi. Chỉ cần ba hướng dẫn sơ sơ một cái thôi, rất là nhẹ nhàng, là hai đứa sẽ nắm được hết ha. Dạ. Thôi, con gái của bà yên tâm đi, bà biết tự lo cho mình mà. Nói vậy thôi, chứ con mong ba hướng dẫn con thêm nhiều, để con đánh bại con nhiều chuyện. Nha ba. Như vậy là không công bằng. Con không chịu đâu. Bác chỉ con với. Được rồi, được rồi. Hai đứa thích học cái nào á thì bác sẽ chỉ cho cái đó nghe. Dạ. Ê, mày đi đâu mà tao tìm mày muốn chết vậy? Điện thoại lại không nghe máy. Dạo này công việc sao rồi? Đã có việc gì ổn định chưa? Hôm nay biết quan tâm tao dữ vậy ta. Xúc động quá. Nói vậy thì mai mốt tao không thèm quan tâm tới mày nữa. Mệt thêm. Thôi mà, đừng giận mà. Nè, có gì thì con chỉ bảo thêm cho nó. Coi vậy chứ nó nhẹ dạ lắm. Dạ. Linh nó học có bằng cấp cũng đâu thua gì con đâu. Linh, hay mày qua báo tao làm cộng tác viên nha. Không đâu mày. Cái nghề viết lách đó không phù hợp với tao đâu. Chuyện đó tính sau đi. Thôi bây giờ đói bụng rồi. Tao có nấu cháo đãi ba tao với mày. Xuống ăn nha. Đi ba. Đó, con thấy chưa? Hãy nói tới cái chuyện đó là nó chạy trốn liền. Không biết bao giờ thì nó mới nên người được. Bác yên tâm, Linh nó là một đứa thông minh, con hiểu nó mà. Wow, hấp dẫn quá. Mày đúng là khéo tay thiệt. Tao biết nấu cháo gà, mì gói, chấm hết. Vậy là mày hơn tao rồi. Tao chỉ làm được chuyện là ngồi vào ăn à. Thôi, ăn đi. Ê, chồng bây giờ ở đâu mà khoe. Ăn không? Cảm ơn. Dạ. Xin lỗi mày, lỡ tay tao đánh luôn bài viết ngày mai nên mới tới trễ. Không biết ai nhờ ai đây mà kỳ quá vậy ta. Thôi được rồi, chồng này tao trả nha. Còn phải nói nữa, không lẽ tao. Dạ, chủ gì? Cho ly nước ép cà rốt. Dạ. À, mà ngoài chuyện mày nhờ tao đưa mày vô vũ trường để tìm thông tin làm phóng sự, còn chuyện gì nữa không? Chỉ có chuyện đó là tao nhờ mày thôi. Tại vì từ trước tới giờ tao ít khi nào vô những nơi ồn ào và phức tạp như vậy. Hơn nữa tao biết mày rành những nơi đó hơn tao, nên rủ mày đi chung vậy mà. Mà mày tính viết về đề tài gì ở trong đó? Về đề tài xã hội. Mày ghê vậy. Cẩn thận đó nha. Ở những nơi vũ trường, quán bar thì cái đó nhiều lắm. Mà toàn là thành phần bất hảo không à. Tao biết rồi. Góp một chút công sức để bài trừ những chuyện xấu như vậy thì sợ gì chứ. Nhất là những người trẻ như tao và mày. Dạ mời chị.
Tao cảm thấy điều đó là cần thiết, nghề nghiệp mà. Chà, hôm nay thấy mày nói chuyện giống người lớn quá ha. Ghê thiệt. Thấy mày giống người hùng quá à. Con quỷ, dám giỡn với chị hả? Chờ chết bây giờ. Sợ quá à. Được rồi, tao sẽ giúp mày. Nè, mày có biết rõ về bà Khánh không? Chuyện gì đây? Sao tự nhiên lại hỏi tới bà vậy? Tao chỉ biết bà làm việc trong quán bar mà tao thường hay tới. Vậy là đồng nghiệp của một con nhỏ làm bia mà tao quen trong quán đó thôi. Còn ngoài ra tao không biết gì về bà cả. Mày hỏi chi vậy? Tao không biết. Nhưng tao có cảm giác như bà dính dáng tới chuyện gì đó nên mới bị người ta đâm như vậy. Giả lại... Giả lại chuyện gì nữa? Mày biết gì thì nói đi. Không biết. Nhưng với sự nhạy cảm của một người làm báo, tao đoán bà Khánh, bà là một nhân vật rất phức tạp và đầy chất liệu. Mày nghi ngờ bà có dính dáng tới tội phạm và một tổ chức nào đó nên mới bị đâm. Xem ra người phụ nữ này không chừng sẽ giúp mình được nhiều chuyện. Hay thử tìm hiểu gì bả xem sao. Coi chừng đó nghe mày. Tao thấy hơi nguy hiểm đó. Cẩn thận nha. Mày yên tâm đi. Tao biết làm gì rồi mà. Cũng đi mà. Mày kiếm ai? Kiếm ai là chuyện của tao. Mày không biết tao là ai à? Tao có chuyện quan trọng muốn gặp chị ba. Tao không cần biết mày là ai. Mật khẩu là gì? Mật khẩu à? Mật khẩu gì à? Mày muốn biết mật khẩu à? Được. Mật khẩu nè. Tội đáng chết. Em đang đợi chị ra lệnh. Đó là cái giá cho những kẻ không làm theo mệnh lệnh. Thi hành đi. Em lại chị ba, xin chị ba tha cho em, tha cho gia đình em. Em sẽ tìm được nó, em sẽ tìm lại những gì đã mất. Mày hãy lấy công chuộc tội. Dạ. Đây chỉ là lời cảnh cáo. Dạ, dạ. Nếu không thực hiện được thì không chỉ có vậy đâu. Dạ, em cảm ơn chị ba. Món hàng đó bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm lại được. Nghe rõ chưa? Dạ, rõ chị ba. Mời chị ba.
Alo Linh hả? Mày nói sao? Bà Khánh có liên quan tới buôn bán ma túy hả? Hèn gì, tao nghi ngờ là đúng mà. Thôi được rồi, tao với mày trao đổi sau nha. Cảm ơn mày nhiều. Bye. Em chưa về sao? Trời ơi, anh muốn hù chết em hả? Làm em giật cả mình. Hôm nay em phải tranh thủ làm cho xong mấy bài viết chưa xong. Nếu em mệt thì cứ về nghỉ. Không sao đâu anh. Em có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày gì vậy anh? Đúng là em lo nhiều việc quá cho nên quên cả những ngày quan trọng như vậy. Hoa đẹp quá, ai tặng anh vậy? Hôm nay là ngày 8 tháng 3, là ngày người đàn ông có nhiệm vụ phải chứng tỏ tình cảm với phụ nữ. Trời, vậy mà em quên. Em cảm ơn anh nhiều nha. Không sao, quên là nền tảng của sự nhớ, là dấu hiệu của một con người thông thái đó. Cô bé dễ thương à. À, anh tặng cho em cũng vì muốn chúc mừng em một chuyện khác nữa. Chuyện gì nữa vậy anh? Hội nhà báo thành phố vừa chính thức quyết định trao giải thưởng cho một loạt bài phóng sự về nếp sống trẻ vừa qua của em đó. Em được như vậy chính là nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ anh. Cái chính là ở em. Anh chỉ là người tin tưởng giao việc cho em thôi. Còn riêng anh á, anh còn tặng em thêm một món quà nữa. Em xem được không? Khi nào về nhà em hãy mở nó ra. Thật tình em cảm ơn anh rất nhiều. Anh tốt với em quá à. Em không biết lấy gì để cảm ơn anh nữa. Cơ quan sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng em. Đó cũng là một ghi nhận công lao đóng góp của em. Em cảm ơn anh. Được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Đó chỉ là phần nhỏ thôi. Cái lớn nhất á, đó là sự cố gắng và nỗ lực của em. Anh luôn luôn ủng hộ em. Dạ, em sẽ cố gắng để không phụ sự tin tưởng của anh. Cảm ơn anh nhiều nha, làm phiền anh quá. Không sao, hôm nay là ngày 8 tháng 3 mà. Anh vô nhà uống ly nước rồi về. Thôi, hẹn em khi khác nha. Anh về hả? Dạ, chào anh. Nè. Gặp quả tang rồi nha. Làm người ta hết hồn à. Ngoại tình phải không? Tại anh nói quá buộc lòng em phải lên xe. Với lại anh cũng muốn dành sự quan tâm tới nhân viên giỏi của mình đó mà. Nhưng mà quan tâm quá là không được đâu đó. Nhìn vậy thôi chứ ảnh tốt lắm. Anh biết không, chiều nay anh mới báo cho em biết là em vừa nhận được giấy khen. Cho một loạt phóng sự của em vừa rồi. Anh thấy em giỏi chưa? Đừng có lên mặt nha. Bây giờ sao hả? Bây giờ thì đi chơi. Mà khoan đã, em thay đồ đã nha. Anh nè. Còn anh thì sao? Bác anh ở đây chờ hả? Chứ sao, không được than vãn đó. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, anh ngồi đây chờ đi. Anh mà vô nhà nói chuyện với mẹ, lỡ hối chuyện gì là mất điểm nữa. Vậy đi, chưa biết sao giờ. Đứng đây. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3.
Nè. Ừ? 8 tháng 3. Ừ? Nè, chút nữa mày bàn giao công việc cho công nhân dưới xưởng làm đi, rồi đi với tụi tao. Có chuyện gì không anh Lý? Tại vì tụi tao muốn bàn bạc với mày một số việc. Bởi vì mày là người biết rõ tình hình nhân sự trong công ty của mình. Có phải mấy anh muốn cắt giảm nhân sự phải không? Em biết là dạo này công ty của mình xuất hàng hơi bị chậm. Anh thật tình cũng chưa biết tính sao bây giờ. Nếu mà theo cái đà này dài dài, chắc công ty phá sản quá. Anh thì không muốn cắt giảm nhân sự chút nào hết. Dù sao họ cũng đã gắn bó với công ty khá lâu rồi. Hai anh yên tâm đi, em tình nguyện tháng này không ăn lương cho đến khi nào công ty của mình ổn định trở lại. Chỉ tội cho anh em công nhân mấy tháng nay cứ nhận lương trễ quá. Thôi, mình cứ coi nhau như là anh em, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia, không có sao đâu. Được rồi, đi uống cà phê nha. Chà, tiểu thư đi làm sớm quá ta. Anh Lý chọc em hoài. À, em có người gì mới xây xong cái ốc văn phòng. À, nhà ấy muốn tự mình trang trí nên là em dắt gì đến đây xem có sử dụng được cái gì không. Vậy thì tốt quá, còn gì bằng. Bây giờ dì em ở đâu? Dì đang đợi ở dưới văn phòng. Rồi, anh xuống liền. Ừ. Hả? Thảo à, hôm qua em có nhận hoa của anh không? Ừ, có. Cảm ơn anh, hoa đẹp lắm. Hề, hồng ra ngoài. Dì rất là muốn gặp tác giả của những bức tượng này. Con có thể giới thiệu cho dì được không? Được chứ. À, anh Tân là tác giả của những tác phẩm này và cũng là bạn học cùng trường với con. À, dì hả? Lát nữa con sẽ giới thiệu ảnh cho dì gặp ha. Bên này. À, xin lỗi nha, tôi không cố ý. À, dì thấy đồ ở đây trưng bày như thế nào? Đẹp lắm. Tôi muốn đặt một số hàng ở đây để trang trí cho căn nhà của mình. Chuyện gì chứ chuyện đó thì thường thôi. Dì thích cái nào thì cứ lựa đi. Tụi con sẽ giao hàng tận nơi, bảo đảm dì sẽ hài lòng. Chà, hôm nay là biết làm ăn rồi phải không? Được rồi, tôi cũng muốn tham quan xưởng sản xuất luôn. Hôm nay đúng là đại hỷ nha. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn Suông hả? Phải có hoa hồng chứ. Có rồi. Tối hôm qua 100 cái luôn. Lý chồng em hoài. Không chơi với anh nữa. Làm anh như là con nít vậy đó. Thôi mà, ăn đi, em thích như vậy mà. Lúc nào em cũng muốn chăm sóc anh hết á. Em
quay lưng lại đi. Gì vậy anh? Thì em cứ quay lại đi. Nè, tặng người mà anh yêu thương, anh nghĩ mình vẫn còn sớm để tặng nhẫn cho em, nhưng anh sẽ tặng cho em cái này. Đẹp không? Đẹp quá. Mà anh mua quà cho em làm gì? Không tốn tiền hay sao? Em chỉ cần tình yêu chân thành của anh dành cho em là đủ. Em không cần quà cáp gì đâu. Có nghĩa là yêu em không cần phải mua quà cho em nữa đúng không? Vậy là ngày 8 tháng 3, ngày 14 tháng 2, ngày sinh nhật của em, anh cũng không cần tặng quà luôn phải không? Em không chịu đâu. Những ngày đó là những ngày đặc biệt, anh phải có quà trong những ngày đó cho em, còn ngày khác em miễn. Vậy mà nói là không cần quà. Liêu liêu, xấu quá. Chào chị. Hai cô vào đây. Tôi đã dặn rồi, nếu không có chuyện gì thì đừng đến. Tôi không muốn phiền tới mọi người. Tất nhiên là có việc mới gặp chị. Tôi có đem một ít đồ gửi về cho con chị. Tôi có thể giúp được gì cho hai người? Tụi em tới đây trước là để thăm chị, sau là để lấy thông tin giết gì đề tài ma túy. Em xin lỗi, em không cố ý. Nhưng mà em biết chị có liên quan đến ma túy, vì vậy nên mới bị. Hai cô đi về đi. Tôi không biết gì cả. Tôi không muốn hai cô đến đây nữa. Đi về đi. Chị bị người ta đâm mà vẫn im lặng. Tôi nghĩ chị biết ai đã gây ra điều đó. Có phải một người tên là bà Trùm không? Sao cô biết? Tôi chỉ suy đoán thôi. Cô nghe lén tôi nói chuyện sao? Các cô có biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu các cô dính vào chuyện này hay không? Chị Khánh à, chúng tôi chỉ muốn giúp chị thôi. Đồng thời vạch mặt ra bọn buôn bán ma túy trước pháp luật. Trong đó có tôi nữa chứ gì. Em không có ý đó. Tôi khuyên hai cô nên về và đừng bao giờ tìm hiểu về chuyện đó nữa. Còn chuyện tôi bị đâm, chẳng qua chỉ là họ hiểu lầm. Thông tin tôi nói cho hai cô chỉ có vậy thôi. Đủ chưa? Về đi. Cảm ơn chị. Chào chị, tụi em về. Con rốc thì dung này, thiệt tình. Hình như tao có cảm giác chuyện này rất phức tạp. Và bà Khánh là một nhân vật không đơn giản chút nào. Coi chừng mày bị bệnh nghề nghiệp đó. Có thể bà Khánh là một nạn nhân thôi, hoặc có thể là bị thù ghét cá nhân. Theo ta suy đoán, nếu chỉ là mối quan hệ bình thường thì họ không cần phải ra tay như vậy. Còn nếu như bà Khánh là một mắt xích quan trọng thì sao? Bởi theo mày kể, nếu họ muốn giết bà Khánh
thì quá dễ dàng. Còn đằng này tao nghĩ đó chỉ là một cú dằn mặt. Có thể phía sau lưng bà Khánh là một tổ chức tội phạm. Nè, cô bạn em có đầu óc trinh thám và tưởng tượng phong phú quá. Trời, anh Kiếm, tưởng ai, anh đi đâu vậy? Anh đi công việc, sẵn tiện ghé đây ăn trưa luôn. Giới thiệu với mày, đây là anh Kiếm, người đã cứu tao trong đêm đó. Còn đây là Huệ, bạn thân của em, cũng là một nhà báo trẻ đó anh. Hân hạnh biết Huệ. Nhìn cô không giống một nhà báo lắm. Vậy theo anh thì tôi giống ai? Linh nè, anh bạn của mày đã có nhận xét gì về mày chưa? Sao vậy? Anh nói chỉ nói giỡn mà. Làm gì căng thẳng vậy? À, tôi xin lỗi, tôi chỉ nói vui thôi. Nếu có gì không phải, cô bỏ qua. Ý tôi không phải vậy. Xin lỗi, tôi không thích ai nói hai lần cùng một câu chuyện. Căng quá. Ý anh Kiếm, nói mày là một cô tiểu thư xinh đẹp, được chưa? Thôi về đi, tao có việc gấp ở tòa soạn. Tao chưa ăn mà. Tao gấp lắm. Đi ăn sao? Đi. Đi đi. Vậy anh ăn phần cơm mày luôn nha. Em mới kêu ra thôi. Cũng được. Em về đây. Bữa khác gặp lại. Tao cố tình như vậy để chạy. Ông này nghi ngờ lắm, toàn xuất hiện ở điểm nóng, mày thấy không? Đi. Vì em rất thích những tác phẩm của anh. Cảm ơn chị. Đó chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi. Cũng cần phải cố gắng nhiều lắm chị à. Hôm nay mới gặp được Tân. Trong khi cháu Thảo á, suốt ngày nhắc đến Tân với đầy vẻ ngưỡng mộ. Dì này, mấy chuyện đó con nói riêng với dì, mà dì lại đem ra đây nói vậy á. Cháu tôi lại mắc cỡ nữa rồi. Tân nè, người ta thường nói á, văn là người. Mà tôi thì lại rất thích những tác phẩm hơi ngây ngô vụng về một chút. Nhưng phải nói là nó rất trong sáng. Anh biết không, dì em là một người rất am hiểu về hội họa đó. Có dịp nào được nói chuyện với chị chắc là thú vị lắm. Tôi thật sự ngưỡng mộ. Tân là người có tài, tương lai sáng sủa lắm. Chị quá khen. Thực tình là tôi có tài năng gì đâu, chỉ là cố gắng làm cho tốt hơn thôi. À Tân nè, một bức tượng phù điêu lớn như vậy, mình phải mất bao nhiêu thời gian mới hoàn thành được? Cũng tùy à, khoảng một tháng hoặc là hơn thời gian đó nữa. Thời gian tìm ý tưởng để phác thảo thì tốn nhiều thời gian lắm. Tôi đặc biệt thích một vài bức tượng và phù điêu của Tân. Trong đó có bức phù điêu tên là Đồi Gió. Phải nói là không hiểu sao cái bức phù điêu này gây cho tôi một cảm giác rất là đặc biệt. Nếu như chị thích thì ngày mai tôi sẽ cho xe chở đến nhà chị. Coi như là món quà tôi tặng cho chị đó. Ai mà làm như vậy? Tân cứ làm như Tân là chủ không tia không bằng á. Có gì đâu, tôi sẵn sàng không nhận lương để tặng cho người thật sự thích thú với những tác phẩm của mình. Đúng là lãng mạn như nghệ sĩ. Alo, Huệ hả? Được, tối nay sẽ gặp chỗ cũ ha. Anh cũng nhớ em lắm. Anh sẽ đợi em. Ok. Công ty Mỹ Hưng không mua hàng của công ty mình nữa. Vậy bên công ty Hòa Hảo thì sao? Họ chấp nhận bỏ tiền cọc. Tôi nghe nói là họ nhập hàng từ Trung Quốc về, rẻ hơn hàng của chúng ta rất nhiều.
bao nhiêu nguyên liệu nhập về, bây giờ mình tính sau đi. Mà anh Lý đã biết chuyện này chưa? À, thôi, tôi không làm phiền mọi người nữa. À, hẹn khi khác tôi sẽ tới. Dạ. Dì ra xe trước, con ra liền. Dạ. Bây giờ em đi gặp anh Lý gấp. Chút nữa mình gặp nhau ở văn phòng. Có chuyện gì vậy anh? Chuyện của công ty thôi. Tụi anh đang tìm cách giải quyết. Em có thể biết được không? Công ty đang gặp khó khăn. Hàng loạt đơn đặt hàng bị hủy. Tụi anh không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Tính dễ quên thời gian luôn phải không? Ủa? Tối nay em không trực hả? Thì trực. Nhưng mà có tới 2-3 người. Em viết bài xong, xin mấy chị về trước. Tự nhiên hôm nay quỷ buổi hẹn, làm anh không biết làm gì luôn á. Tại em phải viết bài đột xuất mà. Sao anh không đi chơi với anh Khoa, anh Lý cho đỡ buồn? Hai ổng rầu thúi ruột luôn. Vui vẻ cái gì mà chơi bời. Anh cũng chẳng biết làm cái gì để giúp đỡ họ. Rồi có cách gì chưa anh? Không lẽ ba ông cứ ngồi ủ rũ như vậy? Tính gì được. Bây giờ chỉ còn có nước ngồi chờ thôi. Nguyên vật liệu nhập về hết rồi. Toàn là thứ mắc tiền không à. Trả lại thì không được. Mà giữ lại á, thì lại xuất ngân hàng. Chịu sao nổi. Hay là mình hỏi mượn anh em, bạn bè, gia đình, mỗi người một ít để giải quyết chuyện trước mắt. Bao nhiêu cho đủ. Với lại không có ai mà để tiền nhàn rỗi cho mình mượn đâu. Chán chết đi được. Rồi anh ăn uống gì chưa? Chắc là chưa phải không? Biết ngay mà. Buồn quá anh quên đói luôn. Chà, cảm động quá ta. Mẹ em ăn uống gì chưa? Em cũng chưa ăn. Mà cũng không muốn ăn. Chừa bụng ăn chung với anh cho vui. Mình ăn đi. Ngon thiệt. Đúng là đói bụng ăn cái gì cũng thấy ngon á. Không phải, là do em mua đồ ăn ngon. Đồ ăn người yêu mình mua á, dở cũng thật ngon. Đúng là không nói lại cái miệng của anh. Anh nghe nói công việc của em lúc này vất vả và nguy hiểm lắm phải không?
Công việc mà anh, có như vậy thì mới thú vị. Làm gì á phải nhớ tới mình, đừng có hăng quá là không tốt đâu. Em biết rồi. Ăn xong á em đi về đi nha, khuya lắm rồi đó. Đuổi phải không? Vậy thiệt nha. Không, nếu không sợ mẹ la thì ở chơi với anh một chút, chút anh đem về. Bây giờ mới thấy giá trị của người yêu mình. Xạo quá, đây không phải là nơi xả đi nỗi buồn đâu nha. Còn hơn như vậy nữa đó, nếu mà không có em á, cuộc đời của anh chắc mất đi nhiều ý nghĩa lắm. Cảm động quá. Câu nói hay nhất trong ngày, em sẽ thưởng cho anh. Lát nữa đưa anh về. Ăn gian nha. Em thích được như vậy. Anh sẽ cố gắng mau chóng đưa hai đứa mình về gần nhau như vậy mãi mãi. Sao giờ này chưa thấy đứa nào xuống ăn sáng vậy em? Thằng Khoa thì nó xuống liền, còn con Huệ thì còn ngủ nướng. Tối qua nó làm việc về khuya. Em nhớ mua cái gì bồi bổ cho mấy đứa. Tụi nó cứ lao đầu vào công việc, quên ăn quên uống, sinh bệnh là khổ lắm đó. Ngày nào cũng nấu, nấu rồi bỏ, có đứa nào chịu ăn đâu. Nhất là thằng Khoa, phải kiếm vợ để lo cho nó quá. Con xin lỗi, tại vì con phải nghe một cuộc điện thoại. Con mời ba mẹ ăn sáng. Ăn chén súp rồi đi con. Cái gì vậy con? Ăn từ từ, làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Con có cuộc hẹn quan trọng ở công ty sáng nay mẹ. Mấy hôm nay công ty có ổn không? Sao bà thấy con có vẻ hơi lo lắng? Dạ, cũng gặp một chút trở ngại, nhưng không có sao. Thôi con đi đây. Nè nè, hẹn gì thì hẹn, ăn hết rồi hãy đi. Thôi con gấp lắm rồi. Ờ, thấy không, em nói có sai đâu. Nè, húp hết chén súp đi cho mẹ con vui. Mẹ con thức dậy từ sáng sớm để nấu cho con đó. Lớn rồi đó, lấy vợ đi để mà có người lo lắng. Mẹ không có sống hoài để nhắc nhở con đâu. Chuyện đó từ từ rồi tính, con thấy cũng chưa có gấp. Mẹ con nôn bồng cháu nội lắm rồi đó. Mà xe của con đâu? Mấy hôm nay bà không thấy. Dạ, trục trặc một chút, con để gara sửa rồi. Thôi thưa ba mẹ con đi. Kệ nó em, ăn đi. Dừng lại, anh Khoa. Anh Khoa,
Anh làm gì mà đứng đây vậy? Anh đi xe buýt đến công ty. Ủa, xe anh đâu mà anh đi xe buýt? Anh bỏ sữa rồi nên tạm thời đi xe buýt. Trời, ăn mặc vậy mà đi xe buýt, bộ ngại hả? Có gì đâu mà ngại. Ở bên Úc anh và anh Lý toàn sử dụng xe buýt để đi làm đó. Bên đó khác, bên này khác. Anh trễ rồi mà đi xe buýt giờ này, trưa mới tới. Mấy hôm nay anh đi cũng quen rồi, không cảm đến nỗi như vậy đâu. Với lại mình phải tập đi xe buýt từ từ là vừa, chứ mỗi người ra đường là một chiếc xe, đường đâu mà chứa nổi. Thôi, không cãi với anh nữa. Anh muốn gì thì mai tính. Còn bây giờ gặp em, lên xe em. Em đưa anh đến công ty, lẹ đi. Nhanh đi. Đi. Con, may là gì có nhà. Con có việc muốn nhờ gì đây? Đi đâu mà hôm nay tới thăm gì vậy? Con tới mà sợ gì không có nhà. Sao con gọi điện gì không bắt máy? Ủa, hôm nay con quên hôm nay là chủ nhật à? Dì muốn nghỉ ngơi nên tắt máy. Nhìn dì cứ như một cô gái ngoài 20. Mai mốt con sẽ thường xuyên đến đây để xin dì bí quyết làm đẹp. Thôi, đừng xịt nước hoa vào người gì nữa. Sao, ba mẹ con á chừng nào về? Con cũng không biết nữa. Dạo này ba mẹ con bận lo công việc kinh doanh siêu thị bên đó nên chỉ gọi điện thoại về thôi. Mà không biết Tết này ba mẹ con có về không nữa. Sao, hôm nay có chuyện gì? Nói luôn đi, đi lòng vòng hoài à. Gì này, bộ có chuyện mới tới hay sao? Dì này, đến thăm dì không được hay sao? Mà phải có việc mới tới. Thôi mà, mấy cô cậu trẻ tuổi á, làm gì mà có thời gian đi thăm người lớn tuổi như dì? Ai dám nói dì lớn tuổi, con đánh chết liền. Dì đúng là không có gì qua mắt được dì hết. Vậy sao? Vào vấn đề chính đi, nói dì nghe coi có chuyện gì vậy. Dì biết anh Tân và công ty của anh Khoa, anh Lý rồi đó. Mấy ảnh... Sao? Có chuyện gì à? Dạ, công ty của mấy ảnh mấy tháng nay làm ăn thua lỗ. Anh Khoa nói là nếu 4 tháng nữa mà vẫn tiếp tục thua lỗ thì công ty sẽ phải phá sản và thanh lý công ty. À, dì cũng nghe phong phanh thông tin này. Mà nghe nói á, hình như giám đốc còn bán cả xe hơi nữa đúng không? Ủa, sao dì biết? Hèn gì sáng nay con gặp anh Khoa ở chỗ nhà chờ xe buýt. Hỏi xe đâu thì anh nói là đem đi sửa. Ghét thật. Vậy mà không thèm nói tiếng nào. Vậy mới là đàn ông chứ con. Đụng chuyện á mà mỗi cái mỗi than vãn thì còn gì là nam nhi nữa. Thật tình thì con muốn giúp họ trong lúc này. Dì hiểu ý con rồi. Dì muốn nghe rõ mọi chuyện hơn. Thôi, dì cho mình vô nhà nói chuyện ha. Có mấy cuốn tạp chí mỹ thuật hay lắm. Hôm trước á, dì đi nước ngoài mua về tặng con mà chưa kịp đưa. Con cảm ơn dì. Hiện tại trong tài khoản của con cũng còn một ít, chắc là cũng giúp được mấy ảnh phần nào. Những lúc khó khăn như vậy nè thì mới biết ai tốt ai xấu. Nhưng mà con nghĩ cũng đúng đó. Nhưng mà liệu cái số tiền ít ỏi trong tài khoản của con có giúp ích gì được không? Thật ra thì đó cũng mới chỉ là suy tính của con thôi.
chưa chắc là mấy anh đã nhận tiền của con, nhất là tính khí của anh Khoa. Cho nên con mới đến đây nhờ dì tư vấn nè. À ha, như vậy là cháu của dì đã biết yêu rồi phải không? Sao dì nói gì vậy? Yêu đương gì ở đây? Sao mà giấu được gì? Con á phải có động lực gì nè thì người ta mới lo lắng nè, sốt ruột như vậy chứ. Sao con để ý ai vậy? Kể gì nghe đi. Dì này, sao dì cứ chọc con hoài à? Dì nói thiệt nghe, ai á thì không, nhưng á mà nếu cháu của dì mà lên tiếng á là dì nhất định là không từ chối đó. Dì nói thật không? Ừ. Nhưng mà con muốn là dì đừng có để chuyện tình cảm của dì cháu mình xen vô đó nha. Tất nhiên rồi. Bây giờ nếu như dì trở thành một cổ đông trong công ty Vĩnh Cửu thì sao? Tất nhiên là còn gì bằng. Con xin đại diện công ty Vĩnh Cửu cảm ơn dì. Nè, nói thiệt đi, ai là người đã lọt vào mắt xanh của cháu cưng gì vậy? Dì này đã nói là không được để chuyện tình cảm xen vô chuyện này mà.